bằng quang quyết tâm hơn thua, múc mang không cần ngân 98 với phong cách nhai như sợ đồ ăn đau. Bắt đầu một chuyến hành trình từ Việt Nam sang Mỹ trên một chuyến bay hạng thương gia. Quang này ngủ thiếp đi vì đồ ăn nhiều quá các bạn ạ. Cộng đồng mạng cuối cùng cũng hiểu vì sao Ngân 98 suốt ngày chê bạn trai là múc bang là không ai thèm xem. Trời ơi, anh ăn gì mà như ăn gì anh Quang, ăn thì cắn nhiều nhiều vô thiệt luôn á. Anh mà làm múc bang là không ai coi anh luôn á anh Quang. Làm gì mà ăn nhí. Và đây là cách Lương bằng Quang ăn uống. Quá em ơi. Cảm giác làm sao, vị làm sao, diễn tả cho mọi người biết chứ. Múc bang cái kiểu gì mà cứ ngon quá em ơi, ngon quá em ơi. Rồi ai biết nó như thế nào. Đây là cách Ngân 98 ăn. Cái gì vậy bà nội? Cái giò này dai nha. Cái nước thì em ăn nhẹ quá. Cảm ơn. Yêu nhau gần chục năm, thế nhưng nhìn vào Lương Bằng Quang và Ngân 98, không khó để nhận thấy sự trái dấu của cặp đôi. Điển hình nhất phải kể phong cách ăn uống. Có bạn gái hút triệu view với các video múc bang, thế nhưng Lương Bằng Quang lại có phong cách ăn uống chán vô cùng tận. Không còn ngồi xa xa phía sau Ngân 98 rồi thỉnh thoảng xin một miếng nữa, Lương Bằng Quang nay quyết tâm hơn thua lấn sân múc bang một mình mà không cần bạn gái bên cạnh. Đăng tải video múc bang trên máy bay hạng thương gia, thế nhưng cách ăn của Lương Bằng Quang khiến dân tình phì cười vì cứ như sợ đồ ăn đau. Cách ăn nhìn nhính từng miếng một của Lương Bằng Quang cũng từng nhiều lần bị Ngân 98 phản ánh trong các video múc bang của mình. Cho rằng Lương Bằng Quang mà làm múc bang là có thể không có ai xem luôn vì quá chán. Thôi, anh đi ra chỗ khác giùm em ơi, anh ăn chán lắm. Quay video với anh rất là chán luôn. Mỗi lần ngồi múc bang kèm với Lương Bằng Quang ngồi phía sau, Ngân 98 nhiều lần bị cộng đồng mạng chỉ trích rằng ham ăn hết phần bạn trai. Đôi lúc Lương Bằng Quang tha thiết xin một miếng cũng bị Ngân 98 từ chối không cho ăn, hoặc có cho ăn cũng hằn học khó chịu vô cùng. Tuy nhiên, Ngân 98 cho biết lý do không muốn cho bạn trai ăn là vì chú Quang ăn uống trông chán vô cùng tận, nhìn là muốn tắt sóng không muốn múc bang nữa luôn. Ầm thử nha. Ầm một miếng cho lấy vị thôi. Anh cắn mặn vô. Trái dấu hoàn toàn với cách ăn nhính nhính của Lương Bằng Quang thì Ngân 98 có một phong cách múc bang được nhận xét vô cùng hầm hố, khác biệt hoàn toàn với bạn trai. Mỗi lần ăn là một miệng đầy, nhai nhồm nhoàm kèm với đó là âm thanh hứ hứ thì mới đã cái nư. Thậm chí Ngân 98 còn từng gây choáng khi làm thử thách ăn một lần hai cái đùi gà trong miệng cùng một lúc. Thậm chí trong nhiều video, Ngân 98 ăn uống nhiều và nhanh đến độ sơ hở là mắc nghẹn. Nhìn cách nữ DJ ăn mà Lương Bằng Quang và cộng đồng mạng cứ là thấy lo vô cùng. Với sự trái dấu trong ăn uống như vậy, dân tình cuối cùng cũng đã hiểu lý do vì sao Ngân 98 lúc nào cũng khó chịu không muốn cho bạn trai múc bang cùng mình. Cắn hết miếng luôn. Đó, phải vậy chứ, thấy không? Thấy tự nhiên cái video của mình nó hay hơn liền không? Còn bạn thấy sao về phong cách múc bang trái dấu của Lương Bằng Quang và Ngân 98? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!